Thưa quý vị, một câu chuyện tưởng như hoang đường nhưng vừa mới xảy ra ngay tại Hà Nội gây xôn xao dư luận. Khi vào ngày hôm qua 15 tháng 1, một nữ hành khách đã đến trụ sở công an phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội trình báo về việc đi một cuốc xe ôm với hành trình khoảng 10 km nhưng đã phải chi trả đến 500.000 đồng. Ngay sau đó, tài xế xe ôm đã được triệu tập để giải trình về vụ việc. Tại trụ sở công an, tài xế Đỗ Văn Tê, sinh năm 1991, quê ở Sơn Tây, Hà Nội, tỏ ra lúng túng về câu chuyện của mình và đã thừa nhận chở nữ hành khách ở Bảo Yên, Lào Cai, từ Mỹ Đình lên Điện Biên Phủ và không có chuyện đi Bắc Giang như lời khai trước đó tại công ty. Tại cơ quan công an, tài xế đã xin lỗi với lý do vì hoàn cảnh khó khăn, lại gần Tết nên mới làm vậy, đồng thời xin hành khách tha thứ. Trước đó, tối ngày 15 tháng 1, nữ hành khách nói trên đã quay clip cảnh tỉnh phát tán trên mạng xã hội, tố cáo xe ôm hãng Văn Minh chặt chém khách hàng 10 cây số với giá 500.000 đồng. Đã đến trụ sở công an phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội trình báo sự việc. Tại đây chị này cho biết, trưa cùng ngày khi từ Lào Cai xuống tới bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, do bị say xe nên chị đã quyết định bắt xe ôm để về đường Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội để tránh bị lấy giá cao. Chị đã đi xe ôm Văn Minh. Khi tới khu vực đường Điện Biên Phủ, nữ hành khách xuống xe và hỏi tài xế hết bao nhiêu tiền thì người này trả lời hết 600.000 đồng. Sau một hồi tranh luận, tài xế giảm giá xuống còn 500.000 đồng.